Xin chào mọi người, đây là Francis đây là Realtor tại khu vực Dallas, Texas. Hôm nay Francis muốn giới thiệu cho mọi người 7 cái cơ hội cuối cùng để mua nhà ở thành phố Garland. Đây là một khu nhà tên là Riverset, cách Cali Sài Gòn Mall chỉ dưới 5 phút lái xe thôi. Khu này rất là nhiều người Việt ở bởi vì nó tiện lợi để đi tới chợ, nhà hàng, bác sĩ và nhà thờ và chùa. Khu vực này Francis đang đứng là khu vực phòng office ở uh, Garland này đó nhà mới thì nó không có nhiều hiện tại thì có hai khu nhà mới ở Garland này thôi đây là những cái cơ hội cuối cùng mà mọi người có thể mua được của Builder MI Home hồi trước là có Brian Home nhưng mà người ta bán xong rồi nhà này cái model này đó thì có hai phòng ngủ một phòng tắm ở đây nha trần cao 11 feet và sàn nhà đó là sàn nhà bằng vinyl Builder MI Home được cái là họ rất là chú trọng về cái thiết kế và những cái nội thất vật liệu mà họ chọn như ở đây là khu vực phòng uh, bếp cái gặp họ làm ở đây nè nó rất là dày nó rơi vào là hai tới ba inch là vật liệu là cẩm thạch rồi cách họ phối đồ hợp lý bởi vì mỗi cái builder họ có một cái nhà thiết kế một cái team thiết kế riêng của họ hay sự đơn nữa khu vực này là khu vực phòng khách của cái model này từ phòng khách này nhìn ra ngoài là thấy bếp một trong bảy cái căn nhà cuối cùng của MI Home người ta đang bán á, nó sẽ có một căn nhà camellia floor plan là cái mà tôi sẽ đang ngồi ở đây là cái model home thì nhà này là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng hơn 1.800 square feet Rất là hợp lý cho gia đình nào mà có hai vợ chồng, một hai con nhỏ Nguyên khu này đó, gara sẽ nằm ở phía dưới của căn nhà Đây là phòng master của căn nhà, nằm ở phía cuối của căn nhà Kế bên là một gian cửa sổ nhìn ra ngoài được cái sân của căn nhà và đặc biệt nếu như mà người mua nào thích vừa có phòng tắm đứng vừa có phòng tắm nằm thì cái model này builder này họ có thể xây như là ở đây chúng ta có tắm đứng ở đây và tắm nằm ở đây sen nhà là sen nhà bằng gặp nhưng mọi người đã thấy căn nhà mà giá trị nó rơi vào hàng 400 trở lên nó sẽ khác cái kiểu design của những căn nhà giá trị hàng 300 bởi vì cái vật liệu cái thiết kế của họ họ chỉnh chu hơn họ dùng cái vật liệu nó tốt hơn nha mọi người những cư dân sinh sống ở thành phố Garland thì có cơ hội được chọn bất kỳ những cái trường nào mà con em mình muốn học nó gọi là school free of choice ở à Mary khu vực này đó giá SOA một tháng là 154 đồng cho một tháng bao gồm cắt cỏ trước nhà và ở đây có hồ bơi rồi có công viên ở đây rất phát sẽ đang đứng ngay tại con đường mà những cái căn nhà đang được chuẩn bị hoàn thành vào cuối năm nay rơi vào khoảng là tháng 11 tới tháng 12 giá dao động là từ 460 cho tới 520 ngàn cho một căn nhà 3 tới 4 phòng ngủ theo phân sự thấy thì đây là những cái điều rất là tốt bởi vì builder họ cần bán những cái căn nhà này để họ dọn qua một cái khu mới họ bán thì mọi người liên hệ phân ở số điện thoại 214 940 5666 phân sẽ giúp cho mọi người mua được những cái căn nhà này giá tốt nhất và nhanh nhất cho mọi người